Mến chào các bạn. Các bạn biết bây giờ mấy giờ rồi không? Hơn 10 giờ rưỡi rồi đó các bạn ơi. Khuya rồi đó. Khuya rồi mà sao cái bụng nó tự nhiên nó thấy muốn ăn quá các bạn ơi. Đói. Tại vì hồi chiều mình ăn cơm ít, cho nên bây giờ mình cảm thấy đói bụng. Nhưng mà người ta nói á, muốn giảm cân á thì không được ăn sau 8 giờ. Mà giờ 10 giờ mấy, hơn gần 11 giờ khuya rồi. Mà đói quá thì sao? Đói quá đâu có ngủ được phải không các bạn? Thôi mình xuống bếp mình coi có gì mình lục mình ăn đỡ đi. Mình xuống tới bếp á thì mình đã thấy cũng có một người đồng tâm trạng với mình. Đó là anh xã của mình á. Anh cũng đang lục đục dưới bếp đây. Mình thấy cái gói mì tôm. Anh nói cái gói mì tôm có hai con tôm tổ chảng. Nhưng mà mở ra không có tôm gì hết trơn à. Không lý ăn mì gói không, ngán quá. Thế là anh mới trụng mì gói. Anh trụng nước sôi không à. Anh không có bỏ bột nêm gì vô hết. Mình ngồi mình coi anh làm. Anh trụng gói mì, anh trụng xong rồi anh làm gì nữa. Mình đang ngồi mình đợi anh ăn đây. Anh vớt mì ra. Anh vớt mì ra xong anh bỏ vô tô. Như vậy rồi ảnh lấy hành ảnh rắc lên. Nhưng mà coi bộ hành này hơi nhiều rồi nha. Ảnh có chiên trứng nữa. Chiên trứng này trứng ốp la. Mình xuống tới bếp là thấy anh chiên trứng xong rồi. Anh chiên trứng ốp la. Rồi ảnh làm gì nữa? Ảnh sắc cà chua nè. Ảnh bỏ tí hành vô, rồi cái ảnh bỏ bột nêm vô, ảnh bỏ tí nước vô, ảnh làm nước sốt cà chua. Xong rồi ảnh đổ vô cái mì mà mới nãy mà ảnh trụng á. Chà, ảnh sắp xếp nha. Có nước sốt cà chua nè, có cái trứng ốp la để trên, rồi có thêm cái ngò nữa. Như vậy thì cũng ngon quá nha. Tô mì là tô mì sang chảnh nha anh xã. Anh xã làm tô mì sang chảnh quá, ngon quá. Bây giờ đang đói bụng thì ăn cái gì nó cũng ngon hết phải không anh xã? Nuốt nước bọt rồi nè anh xã ơi. Thôi, mình chuẩn bị ăn tô mì sang chảnh của anh xã đây. Các bạn thấy tô mì anh xã làm có ngon không? Một tô mì gói bình thường mà anh bỏ thêm trứng ốp la nè, rồi nước sốt cà chua nè. Chà, hấp dẫn dữ nha. Thôi kệ, có lên cân bao nhiêu cũng chịu. Ăn đi, đói quá rồi, phải không các bạn? Thôi mến chào các bạn nha.